Miu Lê, tôi chọn giàu xài tiết kiệm thay vì nghèo xài sang. Miu Lê nói khi bước sang năm mới, điều cô quan trọng vẫn là sức khỏe. Theo nữ ca sĩ, đó là yếu tố cần thiết để bản thân say mê với công việc. Miu Lê kết hợp cùng Juno Beat Boy trong sản phẩm âm nhạc mới được ra mắt nhân dịp cận Tết. Ca khúc Mơ là phải mở đánh dấu màn kết hợp giữa ca sĩ Miu Lê và rapper Juno Beat Boy cùng nhà sản xuất âm nhạc GTAP. Bài hát vừa là lời chúc, cũng là lời động viên sau một năm dài đầy khó khăn vì tình hình kinh tế suy thoái. Dự án âm nhạc này thể hiện một thông điệp tích cực, lạc quan, nêu cao tinh thần dám nghĩ dám làm với nhiều cơ hội trong năm mới. Chia sẻ thêm với chúng tôi, Miu Lê cho biết khi nhìn lại năm 2023, điều cô tự hào nhất là sự ổn định về sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Bởi với nữ ca sĩ, đó là điều cốt lõi để bản thân làm việc, sinh sống. Miu Lê tâm sự khi đối diện với thử thách, điều cô quan trọng nhất là phải tin vào bản thân mình. Nữ ca sĩ nói tính cách của cô là khi làm gì sẽ hết mình, đến khi nào thất bại thì thôi chứ không vì khó khăn mà bỏ cuộc. Dự án âm nhạc mới của giọng ca 9X góp phần lan tỏa thông điệp dám nghĩ dám làm đối với các bạn trẻ. Miu Lê lựa chọn giàu xài tiết kiệm thay vì nghèo xài sang. Chia sẻ về lý do, giọng ca yêu anh cho hay, vì mình cũng không biết tương lai mình có khó khăn hay không, nên tính tiết kiệm chính là một đức tính tốt. Nếu như phần mình tiết kiệm mình có thể giúp đỡ mọi người xung quanh thì nó lại càng tốt hơn nữa. Nên chắc chắn tôi sẽ chọn tiết kiệm. Bật mí về bản thân, Miu Lê cho biết những lúc rảnh cô dành thời gian vui chơi cùng bạn bè, hoặc đơn giản là ở nhà nghỉ ngơi. Khi được hỏi về bí quyết để vừa xinh đẹp vừa lạc quan, sau phim Em là bà nội của anh thẳng thắn, tôi không hề đẹp, chỉ nhìn được con mắt thôi. Tôi thuộc kiểu phải chưng diện lên, phải sửa soạn lên thì mới được, chứ nếu mà để mặc mộc hay không sửa soạn gì thì nhìn cũng ghê. Miu Lê mong cầu sức khỏe, bình an trong năm mới. Miu Lê thừa nhận trong cuộc sống, cô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, kể cả tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng mỗi người sẽ có mỗi tính. Tôi là người lúc nào cũng muốn mang đến những điều vui vẻ thôi. Còn những điều mà chưa vui hoặc những điều tiêu cực thì mình để dành cho bản thân mình biết. Đó là lý do mọi người thấy trên mạng xã hội tôi lúc nào cũng vui, cô bày tỏ. Trong dịp Tết Giáp Thìn, Miu Lê gửi lời chúc khán giả có nhiều sức khỏe, bình an và gặp được những điều như mong ước. Còn về vấn đề tài chính hay giàu có thì tôi thấy điều đó vẫn không quan trọng bằng sức khỏe và hạnh phúc. Có thể nó cũng quan trọng, nhưng mà thua, cô bộc bạch.